Dận Nhân, đừng uống nữa. Người ở lại trường huấn luyện nhiều ngày như vậy, thần thiếp mỗi đêm đều chờ đợi người, rất buồn bã. Đêm nay khó khăn lắm mới chờ được người về, sao có thể để đêm xuân quý giá trôi qua. Người đừng uống nữa. Dặn đó, bổn thái tử không có tâm trạng. Người một mình uống rượu sầu, chắc cũng là vì Liễu Hàm Hương đó chứ gì. Nếu như đã biết còn hỏi. Liễu Hàm Hương đã chết rồi, sao người vẫn còn chưa cam lòng chứ? Bây giờ người duy nhất ở bên cạnh người, yêu thương người, chỉ là một mình thần thiếp thôi. Tránh ra. Hàm Hương là Hàm Hương, nàng là nàng, dù nàng có làm gì cũng không thay thế được vị trí của cổ trong lòng ta. Dận Nhân, Dận Nhân, trễ rồi người còn đi đâu vậy? Liễu Hàm Hương, tại sao chết rồi mà người vẫn còn đối đầu với bổn cung? Rốt cuộc đó là cái gì? Có ma kìa. Là gì? Có chuyện gì? Bên đó có ma. Mùa nhìn thấy hồn ma của Hàm Hương tỷ tỷ. Hàm Hương tỷ tỷ hiển linh rồi. Khuya rồi sao tụi con còn chưa ngủ mà la hét gì vậy? Dì Dung, Lan Nhi vừa mới nói nhìn thấy hồn ma của Hàm Hương. Phải đó. Hồi nãy lúc con đóng cửa hình như cũng đã nhìn thấy. Hàm Hương sao? Nó đang ở đâu? Dì Dung, Hàm Hương có phải là vì có quan tình cho nên chết không nhắm mắt không? Chắc chắn là như vậy. Hàm Hương chết một cách không rõ ràng như vậy, nó nhất định không cam lòng, cho nên hồn phách mới không tiêu tan. Dì Dung, lẽ nào dì không sợ hồn ma hay sao? Phải đó. Sợ? Tại sao phải sợ? Hàm Hương lúc sống hiền lành như vậy, cho dù nó có chết cũng không làm hại chúng ta đâu. Nhưng mà bây giờ nó xuất hiện trước mặt của chúng ta, có phải là có quan tình gì muốn cho chúng ta biết không? Ta thấy như vậy, chúng ta đi tìm thử xem có thể tìm được Hàm Hương hay không. Dì Dung, dì đừng kêu tụi con đi tìm mà. Phải kêu đó. Tụi con đi gặp một hồn ma, tụi con không có dám đâu. Phải rồi. Vậy hai con đi ngủ trước đi, ta sẽ tự đi một mình. Đi thôi. Đi. Dì Dung. Hàm Hương. Dì Dung. Hàm Hương. Con đi với dì. Đi. Dì Dung, đó có phải là Hàm Hương không? Dì Dung. Hàm Hương. Hàm Hương. Hàm Hương. Hàm Hương. Hàm Hương. Hàm Hương. Hàm Hương à. Hàm Dì Dung biết là con ra đây. Hàm Hương, mày ở đâu vậy? Hàm Hương. Chuyện gì mồm hào như vậy, đã canh mấy rồi, kêu réo om sòm ai mà ngủ được. Xin lỗi. Kêu cái gì vậy, đêm hôm khuya khoắt ồn ào quá đi. Xin lỗi. Thành thật xin lỗi. Có mà. Tiểu ca à, ma Quỳnh vừa mới nói là ở đâu vậy? Có mà, ma vừa rồi lướt qua cửa sổ làm sợ hết hồn. Sợ quá. Hàm Hương. Hàm Hương. Tôi chết qua ước lắm. Ai? Nè, các người có nghe âm thanh gì không? Hả? Không nghe thấy đâu gì chứ. Nghe. Nè, qua coi thử đi. Đi. Sao đâu có gì. Quang ức lắm. Quang ức lắm. Quang ức lắm. Có mà. Mẹ ơi chịu. Chạy lẹ. Hàm Hương, tôi biết là tôi có lỗi với cô. Lúc đó tôi thật sự không có ý làm hại cô đâu. Là Thái Tử Phi, là cổ uy hiếp tôi. Nếu tôi không nghe lời của cổ sẽ dằn vặt tôi cả đời.
cho nên tôi vì bất đắc dĩ mới đem ngọc ấn giấu vào trong phòng của cô. Tôi biết cô nhất định sẽ hận tôi. Nếu cô muốn tôi đền mạng thì tôi cũng sẽ chấp nhận. Nhưng mà Thái Tử Phi mới thật sự là hung thủ. Hàm Hương, tôi cầu xin cô xuất hiện để tôi nhìn mặt cô một lần có được không? Cho dù là một lần cũng được. Cho dù cô không chấp nhận tha thứ cho tôi cũng muốn xin lỗi cô mà. Nhưng thỉnh an Hoàng A Mở. Mau đứng dậy đi. Tạ ơn Hoàng A Mở. Trẫm nghe Thác Hợp Tề nói, những ngày qua con chủ động tới thao trường Mộc Lan huấn luyện binh sĩ, hơn nữa con làm rất tốt. Trẫm cảm thấy vô cùng vui mừng, vất vả cho con rồi. Vì Hoàng A Mở chia sẻ lo âu, đó là trách nhiệm của nhi thần. Hoàng A Mở, người nhất định phải làm chủ cho con. Thái tử Phi, tự ý xông vào còn ra thể thống gì? Dần nhưng thấy con hoang mang như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hoàng A Mã, tối qua hồn ma của Liễu Hàm Hương đã về đòi mạng con. Con nghĩ nhất định Liễu Hàm Hương hận con phanh phui âm mưu của ả, làm ma cũng không tha cho con. Hoàng A Mã, nhất định phải làm chủ cho con. Nàng làm mất mặt chưa đủ sao? Còn ăn nói bậy bạ. Không phải, thế thật sự đã nhìn thấy hồn ma của Liễu Hàm Hương rồi. Nếu như là thật, tại sao chỉ là nàng thấy thôi, người khác lại không thấy? Theo ta nghĩ, nàng làm điều mờ ám mới giật mình. Khởi bấm hoàng thượng, Di thần nghe các binh sĩ tuần đêm nói, cũng nhìn thấy hồn ma của Hàm Hương đang kêu oan. Mới đầu thần cũng nghĩ là những binh sĩ đó ăn nói bậy bạ, nhưng bây giờ Thái tử Phi nương nương cũng đã nói vậy, có lẽ hồn ma của Hàm Hương đã hiện về thật. Hoàng A Mã, bây giờ có tạo để đốc làm chứng, chứng tỏ lời con nói đều là sự thật. Dương gia, không bao lâu nữa ông sẽ phải theo hoàng thượng diễn chinh các nhĩ đàn, lần này nhất định sẽ lập được đại công. Hạ hoàng chúc ông khải hoàng trở về. Dương gia, Dương gia thân thủ bất phàm, nhất định sẽ lập được công trạng trên sa trường. Có điều là theo hạ hoàng thấy, cái chuyện xuất chinh này e là phải kéo dài rồi. Dương đại nhân, sao nói như vậy? Sáng sớm nay tôi có chuyện khởi tấu với hoàng thượng, thì nghe nói Thái tử Phi nương nương và các binh sĩ tuần đêm gặp phải quan hộ của Liễu Hàm Hương. Chuyện này đang đồn đại khắp trong cung, bây giờ hoàng thượng hết sức đau đầu, vẫn chưa nghĩ ra được kế sách ứng phó. Có chuyện gì vậy thật sao? Phải đó, lần này hoàng thượng còn điều động cả pháp sư, chính là không muốn làm lớn cái chuyện này lên, muốn mau chóng thu phục quan hộ của Liễu Hàm Hương. A Mở, Thái Nhi cũng về rồi à? Bối Lạc Gia. Lý đại nhân, Dương đại nhân. Bối Lạc Gia, sắc mặt của cậu không được tốt cho lắm. Lý đại nhân, ta vừa mới giúp chung cất Hàm Hương, cho nên... Thái Nhi, chính tay còn chung cất Hàm Hương chứ? Dạ.
A Mã, con cả đêm không ngủ, thấy hơi mệt, con muốn cáo lui trước. Vậy con nghỉ ngơi đi. Dạ. Lý đại nhân, Dư đại nhân, cáo từ. Bối Lạc gia mời. Nương nương, nương nương, sao rồi? Quốc sư đâu? Đi rồi. Đi rồi? Vậy quốc sư đã đuổi hồn ma của Liễu Hàm Hương đi chưa? Sau khi quốc sư tới xem tẩm cung của nương nương thì kêu Chân Nhi đưa tấm bùa này cho người. Ông còn nói tẩm cung của nương nương mọi chuyện đều bình thường, không cần phải lo lắng. Trừ phi... Trừ phi cái gì? Mau nói đi. Trừ phi trong lòng nương nương mờ ám, nhìn thấy bóng đêm tưởng là ma. Người nói bậy gì vậy? Là quốc sư nói vậy. Hòa thượng vô dụng, đời bổn cung xảy ra chuyện gì thật, xem hoàng thượng trách phạt hắn thế nào. Nhưng rõ ràng ta đã nhìn thấy hồn ma của Liễu Hàm Hương, lẽ nào ta nhìn lầm? Nếu bây giờ ta không quay về tẩm cung, để quốc sư biết được cũng không hay. Bẩm nương nương, quốc sư đã chỉ tới tẩm cung xem một phía một lát, chứ không làm gì hết. Người biết cái gì? Nếu như để hoàng thượng biết ta không trở về tẩm cung thì biết giải thích sao đây? Nếu quốc sư đã không làm pháp thì chúng ta có thể tìm người khác tới làm. Những chuyện hồn ma bóng quế như vậy dân gian cũng có rất nhiều. Hay là để nô tỳ ra dân gian tìm một đạo trưởng đạo pháp cao thâm về đây, để xem hồn ma có Liễu Hàm Hương có thể làm được gì. Được, ý rất hay. Vậy bổn cung cho phép người xuất cung một chuyến, mau làm tốt chuyện này. Dạ, Chân Nhi tuân lệnh. Vô đây, mua dù, mua dù đây, mua dù đây, ghé lại mua dù đây. Vô đây, vô đây. Kéo nó đi. Mua dù, mua dù. Cái này bao nhiêu vậy? Tránh ra, tránh ra, cái này là bất tránh đường. Tránh ra, tránh ra. Mau lên. Ông chủ, bộ này ở đâu ra vậy? Cô không biết à, đây là xin của quỷ cổ đạo trưởng về đó. Tại sao trên người ai cũng có hết vậy? Chuyện lớn như vậy mà cũng không biết. Tối hôm qua có người nhìn thấy hồn ma của Liễu Hàm Hương về. Liễu Hàm Hương? Trong thùng có người tới chỗ thi cung đạo trưởng xin bùa bình an này về đó. Nghe nói tối hôm qua người nhìn thấy ma vừa dán bùa này lên thì thần trí lập tức đỡ hơn nhiều. Có điều Liễu Hàm Hương đó trở thành quỷ tinh, nhất định là vô cùng quốc ức. Nghe nói cái lưỡi của cô ta thầy ra dài hơn 3 tấc lận, giống như là của mãng xà. Ông chủ, quỷ cổ đạo trưởng có bắt ma được không? Tôi phải đi đâu mới tìm được ổng. Nè nè, đừng chen lấn mà, Lấn mà, ta đứng trước mà, còn chen lấn ta nữa. Cảm ơn đạo trưởng, cảm ơn đạo trưởng. Tới tôi rồi. Đạo trưởng, cái hỏi bùa đứa ma này phải dán ở đâu vậy? Thiệt là ngàn bư mà, tự nhiên đạo chỗ nào thì dán chỗ đó, luôn luôn mang theo ở bên mình. Cảm ơn. Từ từ đi nha. Nè, tránh ra, tới lượt của tôi. Cái cô nương này có phải là quỷ cổ đạo trưởng không? Chen lấn. Chính là bần đạo. Nếu cô nương muốn thỉnh bùa xin mời ra phía sau xếp hàng. Đâu phải xếp hàng. Tôi có chuyện gấp thì các người, hai người đi theo tôi. Cô nương không cần biết cô có việc gấp gì, đằng sau nhiều người ai mà không gấp chứ. Phải xếp hàng đi. Cô không coi đằng sau có biết bao nhiêu người đang chờ tỉnh bùa nè. Ra xếp hàng đi, đừng có làm phiền, mau lên. Các người dám hỗn sự như vậy? Đây là lệnh bài trong cung, các người còn không mau quỳ xuống. Quỷ cổ đạo trưởng, trong cung cần tới ông, hai người bây giờ có thể đi theo tôi được chứ? Nương nương, đạo trưởng đã tới. Bần đạo quỷ cổ khấu kiến thái tử phi. Miễn lễ. Tạ ơn thái tử phi. Đạo trưởng, tẩm cung của bổn cung có gì không ổn không? Đạo trưởng, là chuyện gì? Mau nói đi. Bần đạo không có dám nói, chỉ sợ thái tử phi nổi giận. Đạo trưởng, ông cứ nói, bổn cung sẽ không nổi giận với ông đâu. Bẩm thái tử phi, lúc này mặt trời đang sáng nhất, tẩm cung nhìn có vẻ rất bình yên, nhưng lại có âm hàn quay ở 4 góc. Chỉ sợ đã có một ma quỷ ẩn nấp từ lâu, chờ trời tối sẽ lộ hung tướng. Là một nữ sát nhằm vào phụng thể của thái tử phi, chỉ sợ là ở nơi này
có ma quỷ. Đạo trưởng quả nhiên anh minh, tẩm cung của bổn cung đúng là có một ma nữ đang ẩn nấp. Không biết đạo trưởng có đạo hạnh gì đối phó không? Đạo hạnh thì không phải là không có, chỉ là tu hành của bần đạo bây giờ sao vẫn chưa đạt tới, còn cần một ít pháp khí. Hồi nãy các người trên đường đâu có nhiều quy tắc như vậy, thấy các người thu ngân lượng rất vui vẻ mà. Bẩm thái tử phi, sư phụ tôi vì tu hành nên phải giữ thanh quỳ, nhưng bên ngoài mọi việc đều cần ngân lượng, nên chuyện tiền tài đều giao qua tay tôi. Lần này vì nghiệp chướng phàm trần mới cần tới pháp khí, có thể làm rối loạn tu hành của sư phụ. Nếu thái tử phi trong lòng còn nghi ngại, hay là mời người cao minh khác, bần đạo chỉ muốn lo tu hành, không muốn vì vậy mà rối loạn tâm tưởng, mong thái tử phi lượng thứ. Cáo từ. Cáo từ. Khoan đã, chừng này đủ chưa? Nếu chưa đủ, ta kêu Châu Nhi đi lấy thêm. Đủ rồi, đủ rồi. Chỉ là bần đạo dân du tứ hải, xem thường danh lợi, tiền tài kim ngân chỉ là vật ngoài thân. Lần này vì thái tử phi mà bắt ma, mới cần tới tiền tài để mua pháp khí. Xin thái tử phi đừng có hiểu lầm, bần đạo không phải nhân cơ hội để kiếm lợi. Đạo trưởng tiên phong đạo cốt, chuyện này mà thành, bốn cung không những sẽ trọng thưởng, mà còn lập bia khắc tên đạo trưởng. Đa tạ thái tử phi. Xin hỏi đạo trưởng, không biết khi nào có thể bắt đầu làm phép? Bần đạo sẽ quay về để chuẩn bị ngay. Tối nay sẽ bắt đầu bắt con ma nữ, xin nương nương bình tâm chờ đợi, đừng để tổn thương nguyên khí. Vậy xin nhờ đạo trưởng. Lấy ra, lấy ra. Sư phụ. Sư phụ cho con thử với. Để với sư cầm cho. Sư phụ, lần này mình phát tài thiệt rồi. Làm xong lần này, ta và con sẽ tiêu diêu sung sướng nửa đời còn lại rồi. Sư phụ à, để tránh thái tử phi phát hiện ra, tối nay mình đừng đi ha, nhân cơ hội này bỏ trốn luôn. Sao người khờ quá vậy? Không nghe thái tử phi nói sao? Chuyện này mà thành sẽ có trọng thưởng, số tiền lớn vậy không cần. Không phải có lỗi với bản thân sư lắm phụ, hả? Sư phụ, người chưa từng bắt được ma, lỡ như không bắt được gì thì ở đây là hoàng cung mà. Không phải họ nói có ma sao? Chúng ta sẽ tạo một con ma cho họ. Cô có biết gì sự lợi hại nhất là chỗ nào không? Đó là chuyện gì cũng làm được. Thái tử phi nó là có ma, thì chúng ta sẽ làm một con ma cho bả. Chúng ta tới hoàng cung lẩm nhảm vài câu kiếm được nhiều vàng như vậy. Đó là bình thường sao? Người bình thường có đạo hạnh này sao? Hay dạ sư phụ à, người đang nói cái gì? Con càng nghe càng hồ đồ. Con còn không hiểu, tối nay là con giả làm ma. Con giả làm ma hả? Vậy, vậy hù bọn họ trước, sau đó di sư sẽ ra tay đuổi được con đi, vàng bạc sẽ rơi tiếp vào cái túi này. Sư phụ à, tổ sư già cũng phải bái phục người luôn. Tiểu tử, học hỏi di sư chút đi. Đi. Sư phụ, con cầm tiền giùm cho. Nương nương, sao rồi? Đạo trưởng bắt đầu làm phép rồi chứ? Nương nương, đạo trưởng đã bắt đầu làm phép. Ông kêu Châu Nhi tới mời nương nương qua đó tận mắt xem ông bắt ma. Đạo trưởng nói cũng thiệt to gan. Nương nương, nô tỳ vừa xem đạo trưởng nó làm phép rất có bài bản, đạo hạnh nhất định rất cao. Chúng ta đứng một bên xem, dù gì cũng có đạo trưởng bảo vệ. Cũng được, đi thôi. Ôi, ôi, chờ, chờ. Ôi, ô, ôi. Ôi, ôi, ôi. Ôi, ôi, ôi. Hey.
Đạo trưởng, sao rồi? Hồn ma Liễu Hàm Hương đã hiện thân chưa? Giờ rồi ta đã mời bên thằng hộ giáp giáng xuống nơi này. Tiếp theo sẽ bắt ma nữ hiện thân. Lát nữa Thái tử phi tuyệt đối không được rời khỏi cái vòng này. Nếu không, bần đạo đấu phép với ma nữ đó, có chuyện gì sẽ không có đảm đương nổi. Chỉ cần đứng im là được rồi. Cái vòng này, bần đạo đã mời thần linh phù hộ, tà đạo không thể tới gần được. Tiếp theo sẽ dùng thỉnh quỷ chú ép ma nữ xuất hiện. Hỡi dạ. Hí. 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 Sư phụ cứu tôi, cứu tôi. Liễu Hàm Hương, đạo trưởng thế nào rồi? Liệu có chết người không vậy? Yêu nữ này quán niệm quá sâu, Thái tử phi phải lấy lại tinh thần để tránh bị nó mê hoặc. Liễu Hàm Hương to gan, còn không mau hiện thân. Liễu Hàm Hương, nương nương không cần sợ, có bần đạo ở đây. Liễu Hàm Hương to gan, kêu ngươi lập tức rời khỏi tẩm cung Thái tử phi, nếu không sẽ cho ngươi hồn bay phách tán. Nương nương không được ra khỏi cái vòng này. Dạ. Hí. 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 Hai tên cuồng đồ to gan này dám giở trò ngay trên đầu Thái tuế, gạt người gạt tới hoàng cung. Hai tên cẩu nô tài này tới bổn cung mà cũng dám gạt, bổn cung sẽ lôi các người ra cho ngũ mã phanh thai. Hai tên cẩu nô tài này. Mà Hàm Hương, đúng thật là Hàm Hương. Nương nương, bây giờ phải làm sao? Mau đi tìm quốc sư. Hàm Hương, Hàm Hương, Hàm Hương. Thập kiến bối lạc nhà. Miễn lễ, khi các người tới đây có nhìn thấy một bóng người kỳ lạ hay không? Không thấy. Ngươi hãy mau đi thông truyền, Hàm Hương vừa mới xuất hiện. Hả? Còn không mau đi. Dạ dạ. Ai mà biết. Có ma mà. Đây nè, mau lên. Mau. Cẩn thận. Từ từ. Ở đâu đây? Cẩn thận. Ở đâu đây? Ê, đó có ma kìa. Có ma. Bây giờ tôi chưa từng làm chuyện xấu xa mà, xin đừng trách tôi, đừng có hại tôi, làm ơn, xin đừng sinh đơn.
Đứng lại, đứng yên. Hoàng thượng có lệnh, bắt sống người bịt mặt. Lên, lên. Mã, Nam Mô Đại Từ Đại Bi, tầm thân cứu khổ cứu nạn, bạch y quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi, tầm thân cứu khổ cứu nạn, bạch y quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi, tầm thân cứu khổ cứu nạn, bạch y quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi, tầm thân cứu khổ cứu nạn, bạch y quán Thế Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Từ Đại Bi, tâm tình cứu khổ. Dạ nhưng người làm gì vậy? Cứ lẩm bẩm hoài, ta nghe muốn bể cái đầu nè. Nàng làm ơn đừng có phiền nữa. Thế còn biết phải làm sao? Trong kinh thư này nói phải làm 108 lần mới có hiệu quả. Mau trả thiếp đi. Không trả. Vậy vậy thiếp đọc thầm cũng được. Châu Nhi, tới người cũng hù bổn cung, muốn chết hả? Châu Nhi không dám, Châu Nhi có chuyện muốn bẩm báo. Nhưng thấy nương nương và thái tử đang nói chuyện nên... bỏ đi, mau nói có chuyện gì. Bẩm nương nương, hắc y nhân đó đã bị bắt rồi. Bây giờ Tào đại đốc đang đưa hắn tới Càn Thanh Cung. Hoàng thượng nói muốn đích thân ra hỏi hắn. Tham kiến thái tử điện hạ, thái tử phi nương nương. Miễn lễ. Tạ ơn thái tử. Bẩm thái tử, thái tử phi nương nương, hắc y nhân đã sát hại Tuyết Nhạn và Tuyên Phi đã bị bắt giữ, hiện giờ đang ở Càn Thanh Cung chờ hoàng thượng tra hỏi. Nô tài phụng lệnh hoàng thượng mời điện hạ và nương nương tới Càn Thanh Cung. Nhi thần tham kiến hoàng A Mã. Hoàng thượng, Di thần đã sắp xếp xong xuôi. Đứng dậy hết đi. Tạ ơn hoàng A Mã. Hoàng A Mã, thật ra là thế nào? Không phải người kêu Nhi thần tới coi hắc y nhân bị tra hỏi à? Nhưng mà không thấy bóng dáng của hắc y nhân. Dân nhưng đừng có gấp. Hàm Hương, con có thể ra đây được rồi. Hàm Hương, cô chưa chết sao? Hoàng A Mã, đây
Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đừng gấp. Bây giờ Trẫm muốn nói cho các người biết. Khi đó Trẫm nghe nói Thái Tử Phi tìm được ngọc ấn trong phòng của Liễu Hàm Hương, chỉ tội Hàm Hương là hung thủ giết chết Tuyết Nhạn. Nhưng Trẫm đối chiếu lời nói của Thái Tử Phi và Hàm Hương, vẫn cảm thấy nghi ngờ về cái chuyện này. Sau đó khi Hàm Hương nói ra thân phận của mình để nói rõ tuyệt đối không cấu kết với hung thủ giết chết Dĩ Đàn, chuyện đó khiến cho Trẫm vô cùng nghi ngờ. Vì vậy Trẫm đã hạ người chỉ không cho bất kỳ ai được vào thâm ngục và quyết định thẩm tra Hàm Hương trong đêm. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng, Hàm Hương thật sự bị oan đó. Xin hoàng thượng cho nô tỳ thêm chút thời gian chứng minh thân thế của mình, trả lại sự thanh bạch cho Hàm Hương. Xin hoàng thượng minh xét. Hàm Hương thì đúng là con gái của Dĩ Đàn Cát Cát. Ngọc ấn kia và hồ ngọc điệp là do mẹ để lại cho nô tỳ từ nhỏ. Sau đó Hàm Hương được vào cung, Đồng Ti Khố phát hiện ra ngọc hồ điệp. Đồng Ti Khố liền cho nô tỳ biết thân thế của mình. Cũng không biết tại sao ngọc ấn kia lại bị Tuyết Nhạn cô lấy đi mất. Cô đã mạo nhận thân phận của nô tỳ, nhưng mà Đồng Ti Khố sợ nô tỳ bị truy sát, cho nên không cho nô tỳ nói ra thân thế của mình. Nhưng nô tỳ cũng không biết tại sao Thái Tử Phi nương nương lại đem ngọc ấn đó giấu ở trong phòng của nô tỳ để đổ oan cho nô tỳ. Hoàng thượng, theo ý của dì thần hay là nhỏ máu nhận thân, như vậy thì sự thật sẽ dễ dàng phơi bày. Hàm Hương một mực nói mình là con gái của Dĩ Đàn, và nghe theo ý của ngự y, Trẫm đã quyết định nhỏ máu nhận thân. Không ngờ Hàm Hương đúng là huyết mạch của Trẫm. Hoàng thượng, sao chứ? Hàm Hương, Hàm Hương là con gái của Hoàng A Mã. Còn có thể giả hay sao? Vậy Hàm Hương là hoàng muội của con. Thái Tử Phi, con cố tình vu oan cho Hàm Hương, suýt chút nữa nói gì con mà mất đi tánh mạng. Bây giờ con đã biết tội chưa? Hoàng A Mã, ngọc ấn đó đúng là lấy được từ trong phòng của Hàm Hương mà. Con đã nhìn thấy chứng cứ nên mới suy đoán cô có mưu đồ bất chính. Con cũng không biết là sự việc là thành ra như vậy. Xin hoàng A Mã minh xét, như thật là vô tội mà. Im miệng. Chuyện đã như vậy rồi còn muốn xỏ biển. Tào đại đốc, đưa nhân phạm lên. Dạ. Điện hạ, điện hạ. Hoàng thượng, đại gia phạm nhân tới. Tôi dần bái kiến hoàng thượng. Hàm Hương, tốt quá rồi, cô chưa chết. To gan, thần đang mang tội mà còn dám hỗn sự. Thái Tử Phi, ba người họ đã khai thật tất cả rồi, là con đã bắt cóc gia quyến của họ.
để uy hiếp họ làm theo lệnh của con, bắt bọn họ đổ tội cho Hàm Hương. Bây giờ con còn có gì để nói nữa không? Hoàng A Mã, Nhi thần, Nhi thần. Châu Nhi, hoàng thượng tha mạng. Nô tỳ, nô tỳ cũng là bị thái tử phi nương nương ép buộc thôi. Châu Nhi ngươi, thái tử phi, bây giờ tất cả đều chỉ tội con, con còn không thừa nhận. Hoàng A Mã, Nhi thần biết tội, xin người cho Nhi thần thêm một cơ hội đi. Tới bây giờ mới biết hối hận, không cảm thấy quá trễ rồi sao? Thái tử, thái tử điện hạ cứu thiếp với, lẽ thành chúng ta là phu thê, cứu thiếp đi. Còn dám van xin, ta bị ngươi làm mất mặt rồi. Đó cũng là tại người, nếu không phải người si mê Hàm Hương như vậy, tại sao thiếp phải hại cô ta chứ? Ngươi còn muốn xảo biện? Đủ rồi, thái tử phi, ngươi phạm tội ác như vậy còn muốn chối cãi trách nhiệm, quả là chẳng còn thể thống gì. Sau này giận nhân là vua của một nước, ngươi làm sao làm mẫu nghi thiên hạ đi? Còn chưa nói tới trở thành gương xấu cho các phi tần. Hoàng A Mã, Nhi thần biết sai rồi, xin Hoàng A Mã tha mạng. Trẫm có thể tha cho người tội chết, nhưng sau này ngươi phải bị đày vào Thọ An Cung, dùng cả đời của mình để tự thức tỉnh đi. Cả đời không được rời khỏi Thọ An Cung nửa bước. Vậy chẳng phải con phải chết già trong Thọ An Cung rồi? Còn về Châu Nhi, ngươi nhìn thấy thái tử phi gây ra quả lớn như vậy, không những không biết khuyên can mà lại còn học theo gây sóng gió. Trẫm sẽ phạt người theo thái tử phi đây vào Thọ An Cung, cũng cả đời không được rời khỏi cung. Tạ ơn hoàng thượng, tạ ơn hoàng thượng. Vẫn nhưng đối với cách phán xử của trẫm, con có ý gì khác không? Con không dám, đều nghe theo lời Hoàng A Mở. Tao đi đốc, giải thái tử phi và Châu Nhi đi. Dạ. Hoàng A Mã, người đâu? Hoàng A Mã, mau giải mấy người họ đi. Dạ. Hoàng A Mã, Hoàng A Mã, Nhi thần biết sai rồi. Hoàng A Mã, Nhi thần không muốn vào Thọ An Cung. Hoàng A Mã khai ơn. Hoàng A Mã, Hoàng A Mã khai ơn đi mà. Hoàng A Mã. Còn về ba người các người, tuy bị thái tử phi ức hiếp, nhưng đồng thời cũng bị kim tiền mê hoặc, tuy tội không đáng chết, nhưng cũng phải trả một cái giá. Trẫm phán ba người các người, mỗi người bị đánh 30 trượng, lấy đó làm gương. Tạ quân thượng khai ơn, khai ơn. Hoàng A Mã, Nhi thần có điều không hiểu. Chuyện gì không hiểu nói đi. Nếu Hoàng A Mã đã nhận rõ thân phận của Hàm Hương, sao còn phán cổ xử tử? Còn Hàm Hương rõ ràng đã bị giáo hình, tại sao vẫn sống yên lành ở đây? Đây đều là chủ ý của Hàm Hương, mục đích là muốn cho hung thủ núp phía sau, phải lộ diện. Khi đó liệu Hàm Hương cho rằng vụ án này nó đã điều tra rất lâu, nhưng vẫn không thể nào điều tra ra được thân phận của Hắc Y Nhân. Nhưng những người có liên quan tới vụ án này đều đã được loại bỏ khỏi tình nghi. Nếu lập tức hồi phục lại thân phận công chúa cho Hàm Hương thì không có lợi cho việc tra án. Sau khi trẫm nghe chủ ý của Hàm Hương, tôi đã cảm thấy quá mạo hiểm. Nhưng vì Hàm Hương đã quá cương quyết, cho nên đành phải ra lệnh cho người hành hình. Và lúc hành hình Hàm Hương trước đó, bên trong đã bao trùm đầu nó lại, đặt một cái vòng bằng sắt để bảo vệ Hàm Hương khỏi bị thắt nghẹt cổ lại. Chỉ cần Hàm Hương làm bộ một chút thì tất cả mọi người đều sẽ hiểu lầm là Hàm Hương đã chết thật rồi. Cho nên sau khi Hàm Hương bị hành hình, trong cung liền có lời đồn đại hồn ma của Hàm Hương hiện gì. Đó cũng là do trẫm cho phép. Sắp đặt nhiều chuyện như vậy, mục đích chính là muốn dụ cho hung thủ xuất hiện. Lúc đó trẫm còn lo là Hắc Y Nhân kia sẽ không bị mắc lừa. Nhưng mà thật không ngờ Hắc Y Nhân lại là Tháp Nhĩ. Tào Đề Đốc, đưa Lê Thân Dương lên. Dạ hoàng thượng. A Mở, người nhất định không phải là Hắc Y Nhân. Trong chuyện này nhất định là có sự hiểu lầm, có phải không? Hơn nữa, Hắc Y Nhân võ công cao cường, vốn không dám như quyền cứu của người lúc bình thường, càng huống hồ
lâu nay sức khỏe của A Mã không tốt. A Mã hãy mau nói ra đi, rốt cuộc chuyện này là sao? Thực ra A Mã vốn không có bệnh,